Lướt sóng vốn là một bộ môn thể thao khá khó nhằn đối với nhiều người. Vậy mà một vận động viên lướt sóng người Mỹ không chỉ huấn luyện được cả những con dê của mình có thể lướt sóng, mà còn dùng chúng để giúp trẻ em vượt qua nỗi sợ khi tham gia hoạt động này. Vận động viên lướt sóng Dana McGregor luôn thích cảm giác hồi hộp khi bắt những con sóng. Nhưng anh nói rằng phải đến ngày anh dắt chú dê của mình nuôi đi lướt sóng cùng, anh mới thực sự thấy niềm đam mê của mình. Anh Mark Rieger, 42 tuổi, đã dành nhiều thời gian dạy trẻ em lướt sóng và dùng những chú dê của mình để giúp học viên vượt qua nỗi sợ nước. Tôi nghĩ khi những đứa trẻ nhìn thấy những chú dê này, chúng sẽ thấy thật khó tin và nghĩ rằng mình cũng có thể lướt sóng như vậy. Chúng sẽ không còn sợ hãi về những con sóng mạnh và sợ hãi trước đại dương nữa. Thật sự rất vui. Điều thú vị là ban đầu sẽ thấy sợ hãi, nhưng sau đó cho thấy mọi người làm được và dần dần thì không còn gì đáng sợ nữa. Những chú dê dường như cũng rất thích thú với điều đó. Chúng có thể thoải mái tự lướt sóng một mình hay cùng với mọi người. Trước đó, Mark Krieger cũng đã nổi tiếng trên truyền thông sau khi huấn luyện hai chú dê của mình cùng nhau cưỡi sóng trên một chiếc ván lướt sóng ở bãi biển San Diego.